sao Ladies and gentlemen, here now the medal ceremony for 400 meter hurdles for women. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời. Xa để lại nhọc nhằn gian lao. Trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra trao huy chương cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời ông. It's our honor to invite Mr. Nguyễn Văn Hùng, Minister of Ministry of Culture, Sports and Tourism, to give the medals to the winners. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Robin Lauren Rao Cristo Mugo, Philippines với thành tích 56 giây 44. Congratulations, Miss Robin Lauren Brown Crystal Tomo from the Philippines. She has won the bronze medals at 56 seconds 44. Huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Huyền Việt Nam với thành tích 56 giây 41. Congratulations, Miss Nguyễn Thị Huyền from Việt Nam. She has won the silver medal at 56 seconds 41. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Quách Thị Lan đơn vị Việt Nam với thành tích 56 giây 33. A big congratulations for Miss Quách Thị Lan from Việt Nam. She has won the gold medal. She is the fastest runner at 56 seconds 43. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao ra trao lưu vực cho các vận động viên. Xin trân trọng kính mời ông. It's our privilege to introduce Mr. Đặng Hà Việt, the General Director of the Division of Sports of Vietnam, give the souvenirs to the athletes. Xin kính mời toàn thể quý vị khán giả đứng lên để làm lễ chào cờ nước Việt Nam. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Vietnam. Thank you. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Hùng, ông Đặng Hà Việt. Thank you so much, Mr. Nguyễn Văn Hùng and Mr. Đặng Hà Việt.